Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Anh Túc Crypto. Trong nội dung chia sẻ video buổi sáng ngày hôm nay thì Túc chia sẻ mọi người cái trò chơi nhỏ này để chúng ta nhận được một cái chìa khóa và cái mật mã ngày này, ngày 13 tháng 8 để chúng ta là kiếm thêm 1 triệu đồng xu 24 không mắc từ dự án nhé. Thì ngày 13 tháng 8 là mới đấy anh em ạ, được chưa? Rồi thì đối với những người mới thì anh em chưa tham gia kèo này thì em nhanh chóng click đường link dưới phần mô tả để chúng ta tham gia này. Còn đối với những người cũ thì chúng ta xem kỹ video và để chúng ta chơi cái trò chơi nhỏ này. Cái trò chơi nhỏ này thì nếu mà chúng ta làm sai thì chúng ta có thời gian chúng ta làm lại nha. Nó cho chúng ta làm lại trong khoảng là 5 đến 10 phút đấy, được chưa? Chúng ta click vào trò chơi nhỏ cho mình này. Thì để chơi thì chúng ta click phần là bắt đầu chơi cho mình này. Đấy, chúng ta click phần chơi này, đúng không ạ? Rồi sau đó thì chúng ta kéo cái thanh xanh này sang này. Đấy, xanh đầu tiên sang này. Rồi sau đó thì có xanh ở gần chìa khóa sang, kéo đỏ xuống này, hai cái đỏ xuống này, các bạn kéo thanh chìa khóa sang này, rồi thanh xanh sang này, rồi sau đó thì kéo thanh đỏ xuống này, thanh xanh sang này, các bạn thanh đỏ lên này, thanh xanh lên này, các bạn rồi thanh xanh sang này, thanh đỏ lên này, lại xuống nha, kéo lên này, xem mình nghĩ là làm sao đây, phải kéo lên đi, vật lên đi đúng không? Kéo lên, kéo xuống này, rồi kéo xanh sang này, đỏ lên này, đỏ lên này. Rồi kéo thanh xanh sang này, chìa khóa sang này, đại đỏ hất lên này, xanh hất sang này, đỏ xuống này. Rồi chúng ta về nha. Rồi khá là nhanh thôi. Rồi vậy là chúng ta nhận thêm một cái chìa khóa từ ngày 13 tháng 8 nha, ngày 13 tháng 8 nha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ kích vào phần là cái mật mã hàng ngày để chúng ta giải mật mã hàng ngày cho mình này, đúng không ạ? Để nhận thêm 1 triệu đồng xu 24 không bắc từ dự án này. Rồi mật mã ngày hôm nay là ngày 13 tháng 8 là boy anh em nha. Boy in. Để mà gõ đây anh em bật thêm ạ, để mà gõ chữ B thì chúng ta cần là một chấm này, một giữ này, một giữ này, sau đây anh em mình làm lại nha, một chấm này, một giữ này, một giữ này, một chấm này, rồi để ra chữ B, làm có chữ O thì ba giữ này, một giữ này, một giữ này, một giữ này, rồi để mà gõ chữ Y thì hai chấm này, một này, hai này, rồi để mà gõ chữ L một giữ này, một giữ này, một chấm này. Rồi để mỗi chữ T thì một chữ này. Rồi còn chữ S thì cuối chữ như là chữ cuối cùng thì ba chấm này. Một này, hai này, ba này. Vâng, anh em vừa thấy không ạ? Đây, vậy là chúng ta nhận là cái quả nhận định thưởng cho mình này. Rồi, chúng ta sẽ kích vào phần là phần mã hàng ngày để chúng ta quay về chúng ta đào giao dịch bình thường nha. Trong video này mình chia sẻ anh em là dự án 24 của bác chúng ta cùng nhau chơi cái trò chơi nhỏ để nhận một cái chìa khóa và mật mã hàng ngày. Ngày 13 tháng 8 để chúng ta nhận thêm 1 triệu đồng xu 24 của bác từ dự án mình gửi tới anh em. Hẹn gặp anh em video tiếp theo.